rất vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Tử Vi Số. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Số, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Số chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Kỳ tích đổi vận, tuổi Đinh Tỵ 1977 gặp năm 2025 Ất Tỵ, 49 tuổi. Sách trời ghi rõ, ơn trên nâng đỡ, xóa hung đón cát, phất lên giàu khỏe ngoạn mục. Quý vị tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 thân mến, đã sống đến độ tuổi này. Hẳn rằng quý vị đã trải qua đủ mọi hỷ nộ ái ố để hiểu rằng cuộc sống này không như những gì mà ta mong muốn. Cuộc sống có quá nhiều áp lực sẽ khiến cho người ta căng thẳng, mệt mỏi. Cuộc sống quá bận rộn sẽ khiến cho người ta mất niềm vui, không cảm nhận được hạnh phúc. Sống đời sống dư dả, thừa thãi khiến cho người ta chán chường, không thấy được những giá trị mà người khác ước mơ khao khát, không biết nâng niu quý trọng những gì mình đang có. Chính vì thế mà không ít người vẫn than thở dù đang sống một cuộc sống giàu sang, nhiều người sống trong cảnh sung túc nhưng vẫn có nhiều ham muốn, khát vọng, họ không thỏa mãn với những gì đang có, cứ muốn đủ thứ, cứ so sánh mình với người nọ người kia. Những người này bao giờ cũng khổ, tuy họ giàu nhưng lại nghèo vì luôn thấy thiếu. Cũng như lời Đức Phật dạy trong Kinh Di Giáo, người biết đủ dù nằm trên đất cũng thấy an vui. Người không biết đủ dù ở thiên đường cũng không vừa ý, cứ mãi chạy đuổi theo ham muốn, khát vọng không ngừng, không biết mãn nguyện thì rất mệt mỏi. Vậy nên ở đời đôi khi ta phải buông bỏ, biết chấp nhận, biết đủ thì cuộc sống dễ dàng hơn đôi phần. Kính thưa quý vị, người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, hay còn gọi là đầm nội chi xà, rắn trong đầm, ngũ hành bản mệnh, xa trung thổ, đất trong cát, tướng xương, xương con rắn, tướng tinh con cú, thuộc lứa tuổi có năng lực thực tài, căn bản vững chắc. Dù trong năm xung tháng hạn có gặp khó khăn trở ngại cũng dễ gặp quý nhân giúp sức để vượt qua dễ dàng. Sinh vào mùa hạ là thuận mùa sinh. Nếu ngày sinh có can giáp, ất, bính, đinh, sinh giờ sửu, mùi, còn được hưởng phúc đức của dòng họ. Đinh Tỵ là người rất tinh ý, thông minh, có điều kiện, thành ra chủ trí giả, nhà kinh doanh đầy mưu kế. Bản thân họ cũng là người có năng khiếu về nghệ thuật. Người tuổi Tỵ là người có tính độc lập rất cao, ít khi chịu phụ thuộc vào người khác. Tính rất cẩn thận và thận trọng khi nghe và tin người khác. Bởi bản tính đa nghi của người tuổi Đinh Tỵ, họ cũng là một người rất hài lòng với cuộc sống của mình, thích sự hài hước. Cuộc đời của Đinh Tỵ ứng với những câu thơ sau. Chữ đinh ảo giác tơ vu, tuổi nhỏ bệnh tật lu bù ốm đau, tai nạn gặp tựa như sao, nhờ có hồng phúc như ao đầu đình. Lớn lên trí tuệ thông minh, có quyền có chức điều binh khiển người, có óc sáng tạo sáng ngời. Trai đôi ba vợ gái thời tròn duyên, nết na dung hạnh dịu hiền, khổ đau cũng chịu phiền cũng cam, giúp người hoạn nạn cơ hàng. Tuổi già trung hưởng một phần ấm no. Đinh Tỵ cuộc đời cũng qua nhiều sóng gió nhưng khi vừa ở vào số tuổi trung bình thì hưởng được một cuộc sống khá đầy đủ. Nam mạng tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 là người có tính cách ngay thẳng và nghị lực mạnh mẽ. Người tuổi này có trái tim lương thiện, thích giúp đỡ người khác nên phúc đức dồi dào. Cuộc đời của nam tuổi Đinh Tỵ thời trẻ có nhiều trải nghiệm thực tế. Thích giúp đỡ mọi người nên thường hay có quý nhân giúp đỡ những lúc gặp khó khăn. Từ độ tuổi trung niên, tài vận lẫn sự nghiệp đều phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh đó, người tuổi này còn có nhiều tài năng trong kinh doanh. Thời trẻ nam tuổi Đinh Tỵ sẽ có nhiều trải nghiệm ở bước đầu lập nghiệp. Tuy nhiên, nếu không ngừng nỗ lực và kiên trì đến cùng thì thành công ắt sẽ đến. Hậu vận vợ chồng sung túc đủ đầy, con cháu để huề, giỏi giang ngoan ngoãn. Nữ mệnh Đinh Tỵ là người độc lập và tràn đầy năng lượng. Bên cạnh đó, người tuổi này có tài năng kinh doanh thiên bẩm,
càng trải nghiệm nhiều càng thành công trong sự nghiệp. Tích cực làm nhiều việc thiện thì hậu vận tốt đẹp, gia đình có của ăn của để vào giai đoạn nghiên cứu của cuộc đời. Đường công danh của nữ tuổi Đinh Tỵ có thể trải qua một số biến động. Nếu cố gắng, siêng năng học hỏi để phấn đấu thì sự nghiệp sẽ gặp nhiều may mắn. Tài vận sáng lạn, nhiều cơ hội rộng mở. Đồng thời tình yêu đích thực cũng tìm đến với người tuổi này. Hôn nhân hạnh phúc ấm êm. Vậy vận trình Đinh Tỵ 1977 trong năm Ất Tỵ 2025 sẽ ra sao? Có những may mắn hay vận hạn nào sẽ đến với bản mệnh? Tất cả sẽ được tiết lộ ngay sau đây. Năm 2025 là năm Ất Tỵ, có nạp âm là phúc đăng hỏa. Hiểu theo nghĩa triết tự thì phúc có nghĩa là đầy đủ, sung mãn, vui vẻ. May mắn, đăng là ngọn đèn, còn hỏa có nghĩa là ngọn lửa. Vậy phúc đăng hỏa có nghĩa là ngọn lửa, là ánh sáng mang lại sự may mắn, niềm vui và hạnh phúc. Tương tự như ánh sáng phát ra từ ngọn đèn hải đăng, năm Ất Tỵ 2025. Xét về địa chi, tuổi Tỵ bước vào năm tuổi, đối diện cục diện trực thái tuế, công việc, cuộc sống xảy ra nhiều biến động, khó khăn khi mưu sự, kế hoạch dễ xảy ra biến cố, sai sót nửa chừng, có điểm tiểu nhân đấu đá, dính dáng tranh chấp, thư kiện, bản mệnh hết sức thận trọng khi ký kết giấy tờ hợp tác làm ăn hoặc đầu tư, tránh tâm lý đi theo đám đông mà sập bẫy kẻ xấu. Năm thái tuế tốt nhất nên kiên trì theo đuổi những gì bản thân đã mất công gây dựng, không thích hợp để thay đổi hay mở rộng. Trong năm xuất hành bất lợi, hạn chế đi xa một mình kẻo tiền mất tật mang, chú ý đến sức khỏe, gia đạo khi có dấu hiệu bất ổn. Năm 2025, người tuổi Đinh Tỵ còn gặp vận hạn tuổi 49. Người xưa có câu, 49 chưa qua 53 đã tới. Theo diễn giải khoa học, từ tuổi 49 đến 53 trở đi, con người có sự lão hóa rõ rệt, khả năng ăn uống kém dần, lượng dinh dưỡng vi chất ngày càng giảm, dễ mắc các bệnh liên quan đến thiếu canxi, thoái hóa xương khớp, ảnh hưởng tới các cơ quan khác như tim mạch. Do vậy, gia chủ Đinh Tỵ trong năm nay cần chú ý tốt hơn về sức khỏe cũng như chú ý làm việc, nghỉ ngơi điều độ, ăn uống đủ dinh dưỡng, thường xuyên tập thể dục thể thao thay vì lo lắng, bận tâm mãi về tuổi hạn. Vận trình năm 2025, cụ thể theo các phương diện như sau. Phương diện công việc, sự nghiệp, bước sang năm Đinh Tỵ 2025, Đinh Tỵ về công việc có nhiều thăng trầm, gặp khúc mắc, khó khăn khi mưu sự, kế hoạch dễ xảy ra biến cố, sai sót nửa chừng. Thành quả có thể chưa được như ý, song bản mệnh trớ vì thế mà nảy sinh tâm lý chán nản, bỏ cuộc. Năm thái tuế không thích hợp để thay đổi hay mở rộng đầu tư, các mối quan hệ xã giao không quá lý tưởng. Khi hợp tác cần suy xét cẩn thận, lựa chọn đúng người đúng việc, kẻo kết giao nhầm tiểu nhân. Phương diện tài lộc, gặp năm có hao tinh chiếu mạng, báo hiệu biến động mạnh về tài chính, tiền bạc có kiếm được cũng tiêu hao nhiều. Tình hình tài chính trong năm có phần không ổn định, dễ bị hao tán, làm ăn kinh doanh bỏ vốn nhiều nhưng chưa chắc đã thu hồi như mong muốn. Tài vận không mấy hanh thông, nên đề phòng có tiểu nhân giở trò, gây tổn hại, hành sự nên thận trọng, giao đúng người đúng việc, nếu không sẽ gặp họa khôn lường, làm ơn mắc oán. Phương diện tình duyên gia đạo xuất hiện một vài dấu hiệu bất ổn, đời sống hôn nhân nếu không để ý vuông vén sẽ xuất hiện trục trặc. Trong nhiều vấn đề thường ngày, vợ chồng sẽ có những quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau, nếu không được xoa dịu kịp thời sẽ xảy ra tình trạng căng thẳng kéo dài. Chiến tranh lạnh, lúc này bản mệnh cần xem xét lại chính mình và đặt mình vào tâm thế người đối diện. Chuyện gì cũng nên bình tĩnh xử lý, tránh vì lúc nóng giận, hành động nông nổi mà để lại những hệ lụy khôn lường, sức mẻ tình cảm. Nếu khắc phục được những điều này, cơ bản vẫn sẽ có một năm bình hòa, yên ổn. Phương diện sức khỏe, thể trạng Đinh Tỵ năm nay dễ giảm sút, đau ốm, người có bệnh cũng mất thời gian chữa trị, thậm chí nếu không cẩn thận còn dễ gặp họa hình thương, tai nạn,
gây hao tài tốn của. Do đó, bạn nên quan tâm chăm sóc sức khỏe của mình hơn, tham gia giao thông cũng phải thận trọng đề phòng sự cố đáng tiếc. Tốt nhất, bạn nên học cách suy nghĩ lạc quan, chăm chỉ vận động sẽ mang lại những tác động tích cực hơn cho sức khỏe. Xét về sao hạn, nam mạng 49 tuổi, gặp hạn sao Thái Bạch, người xưa vẫn có câu, Thái Bạch quét sạch cửa nhà. Sao Thái Bạch là hung tinh đệ nhất trong hệ thống cửu diệu, trong năm Thái Bạch chiếu mệnh gây hao tán nhiều về tiền bạc. Đinh Tỵ nam mạng có thể tiêu tốn tiền của cho công chuyện của con cái trong nhà hoặc mất rất nhiều tiền cho chính sức khỏe của bản thân mình. Gặp sao này vận hạn xấu nhất là tháng 2, tháng 5 và tháng 8 âm lịch. Chú ý đi lại cẩn thận kẻo bị chấn thương, gia đạo cũng bị ảnh hưởng của sao Thái Bạch làm lục đục, làm người lớn tuổi trong gia đình bản mệnh hãy hòa giải, khuyên nhủ con cháu để giữ hòa khí trong nhà. Xét về niên hạn, Đinh Tỵ 1977 nam mạng, năm 2025 gặp hạn toán tận, hạn này chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài, hạn này rất kỵ với nam giới, thường xảy ra những tai nạn đột ngột, bất khả kháng, cũng rất khó đề phòng, ứng phó. Đây là một hạn lớn gây ra thiệt hại nặng nề về tiền bạc và tài sản, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Gia chủ cần hết sức chú ý, vốn toán tận là đại hạn chủ về tài sản, tiêu hao tài sản mà không dự tính trước được. Mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất gia chủ không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu, tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Sao hạn nữ mạng, 49 tuổi gặp sao Thái Âm. Đây là một cát tinh hóa khí là Phú và Tài Bạch, chủ cung Điền Trạch. Tiền tài của sao Thái Âm có được là do tích lũy dần, một đời tiền bạc ổn định. Sao Thái Âm thuộc thủy là tinh túy của nước, sao Thái Âm rất tốt cho phụ nữ. Năm 2025 được Thái Âm chiếu mệnh, nữ mạng Đinh Tỵ được kết tinh, gặp dữ hóa lành, làm ăn có thành quả, mọi chuyện hanh thông vào tháng 9 âm lịch. Xét về niên hạn, Đinh Tỵ 1977 nữ mạng, năm 2025 gặp hạn Huỳnh Tuyền. Các cụ xưa có câu, Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong. Ý nghĩa của câu ngạn ngữ này là những người gặp phải hạn này thường xuyên gặp các triệu chứng như chóng mặt, đau đầu và các bệnh tật không rõ nguyên nhân, có thể đe dọa tính mạng của họ. Về mặt sự nghiệp, những người có Huỳnh Tuyền thường gặp nguy hiểm và thất bại trong các hoạt động kinh doanh và công việc. Bên cạnh đó, họ không nên dính líu đến các vấn đề pháp lý, đặc biệt là làm chứng hay đảm bảo cho người khác, vì điều này có thể dẫn đến những hệ quả nguy hiểm cho bản thân. Hạn này cũng cảnh báo về nguy cơ gặp tai nạn liên quan đến nước, có thể gây nguy hiểm cho tính mạng. Tuy vận trình năm 2025 của Đinh Tỵ 1977, nhìn chung chưa có nhiều khởi sắc, tuy nhiên, trong năm vẫn còn một số thời điểm cát lành đối với người tuổi này, nếu biết tận dụng đúng lúc có thể biến nguy thành cơ, lội ngược dòng ngoạn mục. Cụ thể sau đây, chúng ta cùng đi vào chi tiết về vận trình theo từng tháng trong năm 2025. Quý vị đang theo dõi video có nội dung Kỳ tích đổi vận, tuổi Đinh Tỵ 1977 gặp năm 2025 Ất Tỵ, 49 tuổi, sách trời ghi rõ, ơn trên nâng đỡ, xóa hung đón cát, phất lên giàu khỏe ngoạn mục. Tháng 1 âm lịch, về nam mạng, công ăn việc làm đầu năm vẫn khá ổn định khi được Lâm Quang và Thiên Đức trợ vận, mở ra nhiều cơ hội thành công. Điều quan trọng là bản mệnh cần chủ động nắm bắt, đừng để cơ hội tuột khỏi tầm tay. Trọng tâm của bạn trong tháng cũng là phát triển sự nghiệp nên hãy cố gắng tận dụng triệt để những lợi thế mà mình đang có sẵn. Tuy nhiên, nếu tuổi này đang có dự định hợp tác làm ăn kinh doanh hay mở mang thêm công việc thì nên hạn chế, bởi tháng này có Đà La hung tinh chiếu mệnh, nếu cứ cố chấp chạy theo thời thế sẽ dễ làm ăn thua lỗ, thất bại. Ngoài ra, Quan phủ nhắc nhở bản mệnh cần chú ý lời ăn tiếng nói, tránh nóng nảy mồm miệng mà gặp họa thiệt thân, thậm chí vướng vào kiện tụng. Ngoài ra, trong tháng gặp cục diện tương hình,
cần chú ý đi lại kẻo gặp nạn hình thương. Về nữ mạng, tháng này có cả Kình Dương và Lưu Tuyệt tác động, nữ mạng dễ để xảy ra bất cẩn trong quá trình làm việc, có thể do bản thân không đủ tập trung hoặc phương pháp làm việc không còn phù hợp, đặc biệt nếu đó là việc liên quan đến một số dữ liệu hoặc chi tiết quan trọng, bạn có thể sẽ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế. Bởi vậy nên làm gì cũng cần cẩn trọng, chậm mà chắc. Tuy nhiên, thiên đức và phúc đức xuất hiện cho thấy, thực chất bạn vẫn có cơ hội phát triển trong tháng này, chỉ cần bạn cẩn trọng hơn là được. Ngoài ra, cục diện tương hình dự báo, tháng này có điềm thị phi cản trở cuộc sống thường nhật, không nên tin người thái quá kẻo bị lừa gạt. Ngoài ra đi lại cẩn thận đề phòng té ngã, tai nạn. Tháng 2 âm lịch, về nam mạng, hoàng đế phù trợ, công việc có những bước phát triển, bản mệnh được âm phù dương trợ. Công việc được hanh thông thuận lợi không ngờ, lộc tồn thúc đẩy tài khí vượng, hỗ trợ rất lớn về mặt tài lộc, tiền bạc tương đối rủng rỉnh. Tuy nhiên, có thời điểm điếu khách hung tinh tác động mạnh về tinh thần, bản mệnh suy nghĩ tiêu cực, có xu hướng lười nhác, rất dễ để cơ hội tuột khỏi tầm tay. Về nữ mạng, trong tháng này ộc tồn tạo điều kiện để đinh tỵ nữ mà đang làm ăn có cơ hội phát tài phát lộc, nhất là những ai kinh doanh, nhờ đi đúng hướng mà nguồn thu dồi dào ngay từ những ngày đầu tháng. Không những thế, lưu niên thai còn ngụ ý vận khí ngày càng tốt lên, bản mệnh còn nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ của người khác về tài chính và bạn có thể gỡ bỏ những áp lực thực tế, nhất là liên quan đến nợ nần. Trong tháng được bác sĩ các tinh trợ lực giúp, bản mệnh không gặp vấn đề bất lợi nào về sức khỏe. Tháng 3 âm lịch, về nam mạng, dưới sự ảnh hưởng của các hung tinh như Kình Dương, Trực Phủ, công việc làm ăn bị ảnh hưởng về nhiều mặt, tiến độ chững lại, ít cơ hội để phát triển. Đã vậy sức cạnh tranh ngày càng lớn, đòi hỏi bạn phải làm việc chăm chỉ hơn để bảo vệ những gì mình đang có. Về đầu tư hay khởi nghiệp cần thận trọng hơn và lựa chọn đối tác cẩn thận, tránh bị lừa lọc, tiểu nhân chơi xấu. Tuy nhiên, nửa cuối tháng vận thế sự nghiệp sẽ đảo chiều khi có mộc dục trợ vận, quyết tâm và nỗ lực bền bỉ khi thực hiện công việc sẽ khiến bạn đạt được kết quả tốt đẹp. Vậy nên đừng vội nản lòng, sức khỏe không gặp vấn đề nào quá nghiêm trọng khi được lực sĩ các tinh trợ giúp. Dù vậy, bản mệnh nên đi khám sức khỏe định kỳ để có thể phát hiện và chữa trị sớm. Đồng thời, ở tuổi này nên đề cao chăm sóc sức khỏe, cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi để tinh thần được thư thả, giảm áp lực đầu óc. Về nữ mạng, đối đầu trực diện với thái tuế lại thêm sự ảnh hưởng của Đà La hung tinh khiến tâm tính tuổi nữ mạng đinh tỵ bị kích động mạnh, hay nóng vội, cáu gắt vô cớ. Lại thêm tiểu nhân khích bác gây bất lợi cho các mối quan hệ xã giao, công việc cũng từ đó mà trở nên khó khăn hơn nhiều. Ngoài ra, hoàng phủ ám tàng có thể tạo ra những rắc rối về mặt giấy tờ, pháp lý. Nhắc nhở tuổi này hành sự thận trọng, trước khi đặt bút ký kết bất kỳ giấy tờ, văn bản nào cũng phải rà soát kỹ càng. Đừng chủ quan lơ là rồi đến lúc tiền mất tật mang. Điểm sáng trong tử vi tháng này là được lưu niên dưỡng nhập mệnh, gia đạo rất hài hòa, yên ấm. Tháng 4 âm lịch, về nam mạng, trường sinh và thanh long trợ vận, nam mạng đánh đâu thắng đó, vận trình sáng bất ngờ. Tuy nhiên, thái tuế nhắc nhở bạn trở nên kiêu ngạo hay quá tự cao, khi bắt đầu tự mãn hay xem thường người khác thì vận may cũng sẽ lụi tàn. Về nữ mạng, trường sinh soi rọi giúp mang tới nhiều may mắn và sự hanh thông về công việc và tiền bạc. Nhiều người tìm thấy cơ hội gia tăng tài chính trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, ảnh hưởng của phục binh hung tinh, cẩn trọng trộm cắp, cướp giật. Ngoài ra, tháng có thái tuế nhập mệnh, tình hình sức khỏe phát sinh vấn đề, bản mệnh có nguy cơ cảm cúm, lại dễ mắc bệnh về đường tiêu hóa, có thể bị đau dạ dày hay đại tràng. Gan phổi cũng không được tốt. Ngoài ra chức năng của mắt và tim trong năm cũng có dấu hiệu sụt giảm, nên giảm bớt cường độ công việc để đảm bảo sức khỏe cho mình. Tháng 5 âm lịch,
Về nam mạng, bản mệnh có xu hướng chăm chỉ, cẩn thận, nhờ đó mà bắt đầu gặt hái được những thành quả đáng kể. Tuy nhiên, phương diện tài lộc không được tốt cho lắm, dưới tác động từ tiểu hao và thái bạch hung tinh, tiền làm ra được nhưng cũng phải chi tiêu nhiều. Bên cạnh đó, thiếu dương chiếu mệnh báo hiệu nhận được phúc đức, tốt cho gia đạo, có thể đón hỷ sự. Tuy nhiên, vẫn có lúc xảy ra khúc mắc, đôi khi thiếu đi hòa khí khi các thành viên không tìm được tiếng nói chung. Lúc này bản mệnh nên đứng ra điều hòa và phân xử hợp lý, trở nên mặc kệ kẻo hạnh phúc gia đình rạn nứt. Về nữ mạng, phương diện tình cảm không được lý tưởng, gia đạo có nhiều xáo trộn, buồn bực, mộc dục chiếu mệnh khiến tâm tính của bản mệnh có nhiều thay đổi, dễ trở nên nóng nảy và gắt gỏng nên có thể sẽ khiến các mối quan hệ rơi vào tình trạng căng thẳng. Tài lộc vẫn chưa thực sự như ý, lại có thiên không và tiểu hao chiếu mệnh, có thể phải chi tiêu tốn kém, có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ. Tháng 6 âm lịch, về nam mạng, tháng này mọi việc tiến triển bình ổn, không có quá nhiều khó khăn, rắc rối xảy ra khi được trường sinh thai nhập mệnh. Bên cạnh đó, tàn môn xuất hiện trong tử vi tháng này, nhắc nhở bản mệnh cẩn trọng khi di chuyển, đi lại có dấu hiệu liên quan đến máu huyết, tai nạn. Về nữ mạng, vận trình nhìn chung khá bình ổn, công việc không có quá nhiều biến động. Thời điểm vận khí lên, đón nhận sự hỗ trợ của hai các thần tam hợp và quan đới. Bản mệnh có cơ hội khẳng định năng lực dễ phát triển, thăng tiến. Tuy nhiên, trong tháng có bệnh phù và tan môn nhắc nhở bản mệnh, ở độ tuổi này nên chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân. Nếu chủ quan để sinh bệnh sẽ rất lâu khỏi, đặc biệt lưu ý đến bệnh về huyết áp, khi có thể có dấu hiệu bất thường, chớ nên bỏ bê hay coi thường. Tốt nhất nên định kỳ đi khám sức khỏe để có thể phát hiện và chữa trị sớm, đi đứng cẩn thận kẻo vướng họa huyết quan, tai nạn bất ngờ. Tháng 7 âm lịch, về nam mạng, đây là một tháng khá thuận lợi ở hầu hết các phương diện trong cuộc sống. Khi được nghị hợp và nhiều các tinh như thiếu âm, thiên việc chiếu mệnh, trong công việc bản mệnh có thể thuận lợi hoàn thành mục tiêu của mình. Nếu là người làm đầu tư kinh doanh, bạn có thể tạo được nhiều mối quan hệ với các đối tác, mở ra cơ hội làm ăn. Tuy nhiên, trong tháng này, lưu niên tuyệt nhập mệnh, nhắc bản mệnh nên ăn nói giữ mồm giữ miệng mới tránh được thị phi. Ngoài ra, đề phòng tiểu nhân lợi dụng hoặc lừa gạt tiền bạc. Về nữ mạng, lâm quan xuất hiện chỉ ra một vài mục tiêu và dự định sẽ bắt đầu gặt hái kết quả. Vì vậy hãy cố gắng nắm bắt cơ hội, tháng này quy vất vả nhưng công sức được đền đáp xứng đáng. Không những thế, thái âm các tinh còn hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, dễ chịu hơn bao giờ hết, bản mệnh có thể nhận được quan tâm từ bạn bè, người thân. Hơn ai hết, bạn cảm thấy trân trọng những mối quan hệ hiện tại vô cùng. Tháng 8 âm lịch, về nam mạng, tháng này khá khó khăn, bạn phải đối diện với nhiều điều không như ý muốn do bị chi phối bởi lưu niên mộ và thái bạch hung tinh. Thời gian này, bạn cần chú ý đến các mối quan hệ xã giao của bản thân, hạn chế gây thù chuốc oán với người khác. Khi tham gia vào các cuộc tranh luận, hãy luôn giữ một cái đầu lạnh, tránh nói năng, hành xử nóng nảy đã tội với người khác, đẩy mọi việc vào bế tắc. Hung tinh phi liêm cảnh báo, chớ nên coi thường hay là mất lòng người khác khiến kẻ tiểu nhân chú ý gây chuyện đặc điều, đẩy bạn vướng vào thị phi, rắc rối. Về nữ mạng, các tinh địa vượng và tam hợp xuất hiện trong tháng này cho thấy bạn vẫn luôn có cơ hội để gặt hái thành công. Cốt là bạn phát triển theo đúng thế mạnh, không sợ gian nan vất vả. Tuy nhiên, tháng này dễ gặp chuyện thị phi, chẳng phải việc mình làm nhưng cũng có thể phải chịu tiếng oan, cần phải kiểm soát cảm xúc của mình thật tốt, giữ các mối quan hệ xã giao hòa hảo. Chỉ một phút bốc đồng cũng có thể mắc sai lầm, mang họa vào thân. Tháng 9 âm lịch, về nam mạng, lưu niên tử cản trở, nam mạng đinh tỵ sẽ phải đối mặt với nhiều biến động trong công việc, các kế hoạch tiến triển chậm hơn so với dự kiến, tinh thần của bạn dễ bị lung lay.
Dù có nhiều dự định trong tháng nhưng bản mệnh trở nên nôn nóng mà hãy cân nhắc và sắp xếp các kế hoạch kỹ càng trước khi đưa ra quyết định lớn. May mắn khi trong tháng có hỷ thần, gia đạo êm ấm, còn cái chăm ngoan giỏi giang, mang lại niềm vui và tự hào cho bản mệnh. Bạn cũng nên chủ động chia sẻ, tâm sự với người thân để tâm lý thoải mái, hoặc giao lưu với bạn bè đồng niên tự tìm niềm vui cho bản thân. Về nữ mạng, vận khí có xu hướng vượng hơn. Tấu thư các tinh giúp nữ mạng Đinh Tỵ phát huy được khả năng ăn nói của mình, thậm chí bản mệnh có thể biến nguy thành cơ nhờ vào việc ăn nói khéo léo, thu phục lòng người. Tuy nhiên, lưu niên suy nhập mệnh, một số khúc mắc với gia đình có thể xảy ra, cũng do bản mệnh tự suy nghĩ nhiều dẫn đến những luẩn quẩn khó thoát. Chỉ cần thay đổi tâm tính, nghĩ thoáng mọi chuyện và tích cực trò chuyện, tâm sự với con cháu sẽ giải quyết được vấn đề. Tháng 10 âm lịch, về nam mạng, lưu niên bệnh nhập mệnh, bạn nên chú ý rèn luyện sức khỏe, chăm sóc thể chất, tinh thần. Yếu tố tinh thần tốt cũng phần nào giúp bạn cải thiện bệnh tật. Hung tinh tuế phá và cục diện tương xung cũng gây không ít bất lợi cho bản mệnh. Đề phòng tiểu nhân có những hành động thọc gậy bánh xe hay gièm pha. Những lúc như vậy, trạng thái tinh thần nếu không đủ vững vàng sẽ rất dễ suy nghĩ tiêu cực, gia tăng bế tắc, thậm chí căng thẳng quá mức. Về nữ mạng, tháng gặp cục diện tướng xung lại thêm lưu niên bệnh lâm vận, ám chỉ vận trình sẽ dần suy thoái, thuận lợi ban đầu nhưng có thể sẽ có khó khăn về sau, gây hao tài tốn của. Vì thế, đối với những việc quan trọng, bản mệnh đều phải suy nghĩ kỹ càng, toàn tính trước sau, đừng nóng vội mà hỏng việc. Ngoài ra, tuế phá hung tinh gây ra những thị phi điều tiếng, các mối quan hệ tình cảm, xã giao không lý tưởng, nhiều mâu thuẫn, lắm thị phi, vạ miệng. Nguyên nhân có thể do bản tính nóng nảy, bảo thủ của chính gia chủ. Dù sao thì bản mệnh cũng đã là người có tuổi, tốt nhất là nên cố gắng giữ trạng thái tâm lý, cảm xúc ổn định, trở nên quá kích động dễ dẫn đến những tai biến bất ngờ. Tháng 11 âm lịch, về nam mạng, vận trình khá nhạt nhòa, cần phải nỗ lực gấp nhiều lần so với trước may ra mới đạt được mục tiêu. Nguyên do là bởi lưu niên suy nhập mệnh, ảnh hưởng tiêu cực đến suy nghĩ của bản mệnh. Chính vì thế mà động lực phấn đấu bị gián đoạn, trong tháng còn đương đầu với đại hao hung tinh, tài lộc biến động khá lớn, khi được rất nhiều, lúc mất cũng không hề ít, áp lực kinh tế lớn hơn so với thời gian trước. Vì thế nên cân nhắc kỹ càng, lập kế hoạch tài chính cụ thể trước khi làm bất cứ việc gì. Về nữ mạng, chịu tác động của lưu niên tử, công việc xuất hiện rất nhiều vấn đề vướng mắc, đòi hỏi bản mệnh phải bỏ ra càng nhiều công sức và thời gian. Nên nhớ làm việc gì cũng phải cẩn trọng từ đầu tới cuối, ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ trước mắt thay vì mưu tính những điều xa xôi, chưa phù hợp ở thời điểm này. Túi tiền không mấy dư giả, con giáp này còn phải chịu thêm tác động của tiểu hao và thiên không. Khuyên bạn chi tiêu gì cũng cần phải có kế hoạch rõ ràng, trở nên mua sắm theo cảm hứng nhất thời, bởi các khoản tiền tưởng nhỏ, nhưng khi góp lại cũng sẽ khiến bạn tổn hại một khoản khá lớn. Tháng 12 âm lịch, về nam mạng, đế vương soi rọi, những quyết định trong tháng thường đúng đắn và cho lại kết quả rực rỡ hơn cả mong đợi. Không những thế, mà tam hợp ghé thăm còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác làm ăn. Hứa hẹn sẽ gặp được đối tác uy tín sau thời gian dài tìm kiếm. Tuy nhiên, đừng quên tháng này có bạch hổ hung tinh rình rập, hung vận có thể ập tới bất cứ lúc nào nếu bạn có suy nghĩ bất chính, đi đường ngang lối tắt. Bất chấp tất cả để kiếm tiền, tháng cuối năm, bản mệnh cũng cần cẩn trọng ảnh hưởng của phục binh, có thể xảy ra mất cắp, cướp giật, vừa mất tiền, vừa ảnh hưởng đến tinh thần của bản mệnh. Về nữ mạng, lưu niên mộ nhập mệnh cho thấy, công việc tiềm ẩn nhiều huyền cơ. Nếu như ngay từ đầu tập trung vào nỗ lực nghiêm túc thì chặng đường phía trước sẽ dễ đi hơn rất nhiều. Tháng cuối năm công việc bận rộn, lao lực, lại thêm bạch hổ hung tinh dự báo những vấn đề gây bất lợi cho sức khỏe. Do đó, Đinh Tỵ nữ mạng không được chủ quan,
Có thể vì bạn thường xuyên thức khuya, ăn uống thiếu lành mạnh nên sức đề kháng giảm sút. Quý vị thân mến, ở phần cuối của chương trình là chuyên mục cảm ngộ nhân sinh. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe. Nếu người khác nợ bạn cái gì, ông trời sẽ trả lại cho bạn gấp đôi, lời Phật dạy về nợ nần. Ở đời có ai biết, sống ở đời đừng có nghĩ mình làm gì, nói gì thì cũng không sao cả. Mọi sự trên đời đều có nguyên do. 1. Mọi sự trên đời đều có nhân quả. Mọi sự tốt xấu trên đời đều có nguyên do của nó. Chúng ta làm gì, trời biết, đất biết. Đừng tưởng bạn tung hoành như thế nào cũng được. Có một câu nói đơn giản, nhưng nó nói lên sự thật của thiên hạ. Vạn vật trên đời đều không thể thoát khỏi nhân quả. Có những điều bạn không thể tránh. Có nhiều điều bạn không cần phải che giấu. Con người ta sẽ bị quả báo vào một ngày nào đó sau khi ăn thua của người khác. Những gì con người ta đã đánh mất sẽ luôn được ông trời giả lại theo cách này hay cách khác. Tất cả những điều này đều xuất phát từ nhân mà bạn đã gieo trồng. Vì vậy, cứ thuận theo dòng chảy của cuộc sống, đừng lo lắng, bạn phải tin rằng những gì người khác nợ bạn, một ngày nào đó ông trời sẽ trả lại cho bạn. Đừng sốt ruột, bảy nổi ba chìm mới là nhân sinh, quanh co vòng vèo mới là cuộc sống. Vì vậy, lúc nghèo túng, đừng nản lòng, lúc giàu có chớ khoe khoang, thành công là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực không ngừng. Thất bại là dấu hiệu của nỗ lực không đủ. Hết thảy đều là chu kỳ nhân quả. Con người trong cuộc sống, khi làm việc thiện không mong hồi báo, bạn có tấm lòng thiện lương, ông trời đất sẽ bảo hộ bạn. 2. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Trong lời Phật dạy có câu, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Dù là hành động thiện lương và ý nghĩ tốt hay ý nghĩ ác và việc làm ác, vòng nhân quả sớm muộn sẽ đến thôi. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, làm điều thiện thì trời ban phước, làm điều ác thì gặp tai ương. Đó là câu phương ngôn có tính nhân quả của người xưa mà chẳng mấy ai trong chúng ta không biết. Tại sao? Tại vì đó là quy luật sống từ bà bán rau ngoài chợ hay ông đạp xích lô bên đường. Người có học hay người ít học, thi thoảng nhìn cảnh đời éo le người ta vẫn buộc miệng, ác giả ác báo. Theo lời Phật dạy về nợ nần, nói nhân quả thì có vẻ sâu xa, kỳ thực để dễ hiểu, cuộc đời thường hiện ra luật phản xạ. Chẳng hạn, nếu ta đấm một quả vào tường, tường sẽ dội lại một lực chừng ấy làm đau tay ta. Đứng trước bức tường, nếu ta cất tiếng hát du dương thì bức tường sẽ vọng lại lời hát đó. Còn nếu ta cắt lời chửi rủa, tục tiểu, cáu gắt thì bức tường cũng sẽ phản xạ lại những âm thanh xấu xí, quái dị đó. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh Tử Vi. Tử Vi hy vọng rằng những dự đoán và lời khuyên từ kênh sẽ giúp quý vị tìm thấy sự bình an, thịnh vượng và hướng đi đúng đắn trong cuộc sống. Hãy tiếp tục đồng hành cùng Tử Vi để khám phá thêm nhiều bí ẩn và lời dạy của cổ nhân. Chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, thuận lợi và đạt được những ước mơ của mình. Đừng quên nhấn like, subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào từ Tử Vi.